Đăng ảnh kề vai cực tình bên Kim Tuấn Kiệt khiến Buka liếc ngang liếc dọc, Duy Khánh hé lộ mối quan hệ của cả ba. Kim Tuấn Kiệt và Buka là một trong những cặp đôi khó hiểu của showbiz, năm lần bảy lượt bị Soyhin hẹn hò vẫn không quyết lên tiếng nói rõ mối quan hệ trước công chúng. Trong khi hai nhân vật chính cứ ậm ừ, ấp ấp mở mở, thì Duy Khánh thường xuyên công khai tình cảm và có những cử chỉ âu yếm dành cho Kim Tuấn Kiệt. Muốn nhìn rõ hơn thì xem nhanh hình ảnh của Huy Khánh vừa đăng tải trên trang cá nhân vào tối ngày 18 tháng 12. Đây là lần hiếm hoi bộ ba Duy Khánh, Kim Tuấn Kiệt và Buka cùng xuất hiện chung khung hình. Đáng nói, Kim Tuấn Kiệt tỏ ra rất vui vẻ và hạnh phúc khi vai kề vai với người tình Duy Khánh, trong khi Buka thì bị cho ra rìa. Ngồi lẻ loi trên một góc trời, thái độ ngậm ngùi, liếc ngang liếc dọc của Buka khi thấy người ấy bị cướp làm dân tình vô cùng thích thú. Đặc biệt, Duy Khánh còn thay mặt bộ ba lên tiếng nói rõ mối quan hệ, anh hài hước trên Buka. Một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người. Dưới phần bình luận, nam diễn viên còn chia sẻ, ba chị em chơi chung với nhau nhưng cái nào ra cái đó, rõ ràng chơi mới bền. Netizen cho rằng dường như Duy Khánh đang công khai cướp người ấy từ tay đàn chị Buka. Netizen cho rằng dường như Duy Khánh đang công khai cướp người ấy từ tay đàn chị Buka. Mặc dù có lẽ đây chỉ là một màn pha trò của nhóm bạn, nhưng việc Buka và Kim Tuấn Kiệt công khai xuất hiện bên nhau cũng khiến dân tình phải trần trần, mong cho thuyền nhanh cập bến. Đồng thời, khoảnh khắc này cũng thay cho lời chứng minh tình bạn tốt đẹp của bộ ba.